Chiều ngày 3 tháng 3, sự kiện nhà hàng Goro Zero House thuộc hệ thống nghỉ dưỡng cao cấp Tía Lia Abit Resort được xác lập kỷ lục nhà tre có diện tích lớn nhất Việt Nam, đã thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng. Nhà hàng Goro Zero House thuộc hệ thống nghỉ dưỡng cao cấp Tía Lia Abit Resort vinh dự nhận được danh hiệu nhà tre có diện tích lớn nhất Việt Nam kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2021 bởi Hội Kỷ lục gia Việt Nam, tổ chức kỷ lục đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được quyền xác lập các kỷ lục của cá nhân, tổ chức có giá trị vượt trội, góp phần nâng cao vị thế dân tộc trên trường quốc tế. Tía Lia Abit Resort được biết đến là một trong những khu nghỉ dưỡng nổi bật của tỉnh Phú Yên, nói riêng và miền Trung nói chung. Được du khách ưu ái gọi là tuyệt tác nghỉ dưỡng giữa lòng thành phố biển Tuy Hòa, Tía Lia Abit Resort mang đến những trải nghiệm tuyệt vời và đầy cảm hứng đến du khách thông qua các sản phẩm dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế, lối phục vụ chuyên nghiệp và các dự án thuộc chuỗi nghỉ dưỡng này đều hướng đến xây dựng các giá trị đến cho cộng đồng và xã hội. Goro Zero House là một trong những công trình mới nhất của Tía Lia Abit Resort mang hơi thở và tinh thần như thế. Nhà tre Goro Zero House với tổng diện tích lên đến 1.900 m², tọa lạc ngay trung tâm quần thể nghỉ dưỡng Tía Lia Abit House. Nhà hàng với phong cách thiết kế kiến trúc độc đáo với hơn 40,000 cây tầm vông, cùng hàng chục ngàn lá dừa nước tạo nên tầng mái vừa mềm mại, uyển chuyển vừa kiên cố. Chính điều này đã giúp Goro Zero House được trao kỷ lục nhà tre có diện tích lớn nhất Việt Nam. Thành tích này đánh dấu cột mốc quan trọng của Goro Zero House nói riêng và hệ thống du lịch nghỉ dưỡng Tía Lia Abit Resort nói chung trong việc không ngừng nghiên cứu, sáng tạo và phát triển các dự án du lịch sinh thái đẳng cấp 5 sao, góp phần đẩy mạnh ngành du lịch tỉnh nhà trong thời gian tới. Nhà tre Goro Zero House được thiết kế với biểu tượng cánh diều đón gió đặt giữa trung tâm khu nghỉ dưỡng Tía Lia Abit Resort, với điểm nhấn là mái lá tròn bao quanh hồ cá koi thơ mộng. Nội thất nhà hàng được làm từ gỗ, mây, tre với gam màu chủ đạo là màu đất nung terra và màu xanh của bầu trời, màu xanh của biển cả, được bài trí đơn giản, mộc mạc nhưng không kém phần tinh tế, trang nhã và giá trị thẩm mỹ cao. Với mặt chính diện hướng ra biển, thiết kế mái tròn ôm trọn những cơn gió mát lành của đại dương, nhà hàng tre Goro Zero House ở ngay vị trí hoàn hảo để du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp từ bất cứ khu vực nào trong nhà hàng. Bên cạnh đó, cùng với hàng trăm loại bia tươi hảo hạn từ khắp nơi trên thế giới, Goro Zero House được nhiều du khách đánh giá là nhà hàng phục vụ đa dạng nhiều loại bia tươi ngon nhất Tuy Hòa. Để đáp ứng nhu cầu khách hàng, sắp tới đây, nhà hàng Goro Zero House sẽ triển khai mô hình kinh doanh nghỉ dưỡng kết hợp trải nghiệm thực tế hoàn toàn mới lạ và độc đáo tại Việt Nam. Theo đó, nhà hàng tre Goro Zero House bên cạnh việc bán các loại bia tươi chữ danh, sẽ trực tiếp nấu và sản xuất bia tươi theo dây chuyền công nghệ hiện đại từ châu Âu, ngay tại nhà hàng. Mô hình mới lạ này sẽ mang đến cho du khách những vại bia với chất lượng tuyệt hảo cùng những trải nghiệm có quên khi có thể trực tiếp tham quan mô hình nấu và sản xuất, thưởng thức các hương vị bia chữ danh, nếm các đặc sản nổi tiếng trên toàn thế giới và đắm chìm trong tiếng sóng biển vỗ dập dìu vào bờ cát, giữa khung cảnh hoàng hôn nhẹ nhàng nhuộm đỏ bầu trời, ánh sáng dần thu lại nhường chỗ cho màn đêm, tất cả đã tạo thành một khung cảnh vô cùng thơ mộng khiến bất cứ ai cũng đắm say. Với công trình Goro Zero House, Tía Lia Abit Resort đã cho thấy sự nỗ lực của mình trong việc tạo nên một kiệt tác được đông đảo du khách công nhận. Nhà hàng tre Goro Zero House không chỉ tạo nên không gian nghỉ dưỡng mang hơi thở gần gũi với thiên nhiên, mà còn tạo ra phong cách sống đẳng cấp, giàu trải nghiệm và nâng tầm danh tiếng của ngành du lịch tỉnh Phú Yên trong nước và quốc tế.